Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ ba, ngày 4 tháng 2 gồm có: trước hết là bản tin, tiếp đến là chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ, và cuối cùng là gương chứng nhân. Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Trúc Uyên theo dõi tin tức. Bản tin hôm nay gồm có các nội dung chính sau đây: Đức Giáo hoàng Francisco xuất bản một cuốn sách cho trẻ em; Vatican gửi khẩu trang giúp Trung Quốc phòng chống virus corona; nhân viên phủ quốc vụ khanh tòa thánh thăm nhà tù Regina Chelli ở Roma; các giáo mục Hoa Kỳ ủng hộ tuần lễ chọn trường. Một lần nữa, Đức Giáo hoàng Francisco lại đối thoại với các trẻ em, và lần này ngài thực hiện qua một cuốn sách dành cho các em với những câu nói ngắn gọn và đơn giản, với những hình ảnh sống động khuyến khích các em chia sẻ, khoan dung và hòa bình. Trẻ em là hy vọng, tập sách có tác giả của Đức Giáo hoàng Francisco đã được bán ở Ý từ hôm 30 tháng 1. Trong sách này, Đức Giáo hoàng nói với các bạn nhỏ những câu như: hãy hạnh phúc khi ở bên người khác, hoặc chơi với người khác như thể các con là một đội và tìm kiếm điều tốt cho mọi người. Những câu nói đơn giản và ngắn gọn của Đức Giáo hoàng Francisco đã được cha Antonio Spadaro, giám đốc tạp chí Văn minh Kitô giáo của dòng tên, thu thập và được minh họa bởi các hình ảnh của nữ họa sĩ tranh minh họa trẻ em Cedar Boyd, cộng tác của các tờ báo như New York Times và tạp chí American Baby. Đức Giáo hoàng Francisco đồng hành cùng những khoảnh khắc khác nhau trong ngày của trẻ em cách nhẹ nhàng, bằng cách gợi lên những điểm suy tư. Và như thế, khi nhìn thấy các em chơi đùa, ngài khuyên: hãy hạnh phúc khi ở bên người khác. Hoặc tưởng tượng các em đang ở trong một khoảnh khắc khó khăn hay buồn bã, ngài khuyên: Chúa Giêsu hiểu những vấn đề của các con. Hãy cầu nguyện trong im lặng và để những lời nói được sinh ra từ nước mắt. Đó là những lời khuyên nho nhỏ, giống như của một ông nội hay ông ngoại, để đồng hành cùng trẻ em thông qua một hành trình những hình ảnh độc đáo và đầy màu sắc. Cuốn sách được giới thiệu, thông điệp của Đức Giáo hoàng Francisco là phổ quát, gửi đến những người nhỏ nhất, bằng cách mời các em đón nhận tinh thần chia sẻ, khoan dung, hòa bình. Đức Giáo hoàng nói với trẻ em một cách đơn giản và trực tiếp, mời gọi các em trở nên quảng đại, không sợ khóc, làm điều tốt trong cuộc sống, nhưng cũng phải mỉm cười, luôn luôn hợp sức, vui mừng và bộc phát niềm vui, với một hình ảnh phản chiếu, trong đó mỗi đứa trẻ sẽ tìm thấy hình ảnh của mình. Trung Quốc. Theo Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc, thông qua sự hỗ trợ của nhà thuốc Vatican và các cộng đoàn Kitô giáo tại Ý, khoảng 600-700.000 khẩu trang đã được Vatican gửi đến Trung Quốc hôm 27 tháng 1. Cha Vinh Sơn Hàng Đạt, người Phúc Kiến, hiện là Phó Giám đốc Chủng viện Giáo hoàng Urbano, là người phụ trách công việc tặng và chuyển giao các khẩu trang. Cha cho biết, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Giáo hoàng, đã bày tỏ mong muốn giúp Trung Quốc phòng chống virus corona sau khi cha Hàng Đạt nói với ngài về tình hình dịch viêm phổi tại Trung Quốc. Tòa Thánh và các nhóm Kitô hữu người Trung Quốc tại Ý trả tiền cho số khẩu trang mà nhà thuốc Vatican mua từ các miền trên khắp nước Ý. Cha Hàng Đạt cũng cho biết, việc chuyển hàng ở Ý thường chậm, vì vậy Vatican đã dùng xe của mình để chuyển số khẩu trang trực tiếp về Roma. Trong ngày thứ nhất, họ đã thu mua được khoảng hơn 100.000 khẩu trang. Các hãng hàng không, trong đó có hãng China Southern Airlines, chở số khẩu trang này đến Trung Quốc miễn phí. Sau khi đến Trung Quốc, số khẩu trang này sẽ được chuyển đến tỉnh Hà Bắc ở miền Trung của Trung Quốc, là nơi tâm điểm của dịch viêm phổi do virus corona đang hoành hành, và đến tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến ở miền đông Trung Quốc. Cha Hàng Đạt nói, tôi hy vọng các nguồn cung cấp này có thể đến nơi cần thiết càng sớm càng tốt, để những người đang mắc bệnh có thể cảm nhận được mối quan tâm từ Tòa Thánh. Cả thế giới đang cùng nhau chống lại virus corona. Hôm Chủ nhật 26 tháng 1, trong buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phaero, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã cầu nguyện cho các nạn nhân của dịch viêm phổi và bày tỏ sự ủng hộ của Tòa Thánh đối với Trung Quốc trong việc chống lại dịch bệnh này. Vatican, một nhóm nhân viên thuộc Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã đến thăm cử hành thánh lễ và bày tỏ tình liên đới với các tù nhân tại nhà tù Regina Celi ở Roma. Thông cáo phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 2, một nhóm nhân viên thuộc Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã đến nhà tù Regina Celi ở Roma, cử hành thánh lễ chung với các tù nhân
và chia sẻ sự liên đới của các nhân viên phủ quốc vụ khanh qua các quyên góp được thực hiện trong mùa vọng và mùa Giáng sinh dành cho những người thiếu thốn nhất. Sau thánh lễ, các nhân viên thuộc phủ quốc vụ khanh cũng đến thăm trụ sở của Hiệp hội Tình nguyện do các tu sĩ Francisco viện tu điều hành. Hiệp hội này hoạt động trong khu vực vì sự thăng tiến nhân bản và Kitô giáo cho các tù nhân, cựu tù nhân và những người bị thiệt thòi trong xã hội. Khi trở về Vatican, nhóm thăm viếng đã trao cho cha Vittorio Trano tuyên úy nhà tù các chuỗi mân côi đã được Đức Thánh Cha làm phép, đã nhận được trong chuyến viếng thăm Thái Lan và được dành cho những người đau khổ nhất. Hoa Kỳ, Giáo hội Công giáo dạy rằng cha mẹ phải có quyền tiếp cận các nguồn lực của chính phủ để đáp ứng thành công nhu cầu giáo dục cho con cái. Với những lời này, Đức cha Michael Barber, Chủ tịch của Ủy ban Giáo dục trực thuộc Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với tuần lễ quốc gia chọn trường diễn ra từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2. Đây là sáng kiến nhằm cung cấp cho các gia đình ở Hoa Kỳ, đặc biệt là những người có thu nhập thấp, có cơ hội tiếp cận các nguồn quỹ công như tín dụng thuế hoặc học bổng để hỗ trợ học phí cho con cái trong các tổ chức tư nhân. Đức cha Chủ tịch của Ủy ban Giáo dục khẳng định rằng, Giáo hội Công giáo luôn dạy rằng trẻ em có quyền phổ cập giáo dục và cha mẹ có quyền và có trách nhiệm là nhà giáo dục đầu tiên cho con cái. Nhưng giáo hội cũng dạy rằng, nhà nước có nghĩa vụ cơ bản hỗ trợ cha mẹ thực hiện quyền này. Đức cha trích dẫn một văn kiện cụ thể của giáo hội Gravissimum Educationis, tuyên ngôn về giáo dục Kitô giáo do Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI ban hành vào tháng 10 năm 1965. Nhiệm vụ và quyền lợi đầu tiên bất khả nhượng của cha mẹ là giáo dục con cái, nên họ phải được thực sự tự do trong việc chọn lựa các trường học. Do đó, vì có bổn phận bảo vệ và bênh vực quyền tự do của công dân, chính quyền khi chú tâm đến công bằng phân phối, phải lo phân chia những ngân khoản tài trợ chung sao cho cha mẹ có thể thực sự tự do chọn lựa các trường cho con cái theo lương tâm của mình. Trong thời gian qua tại Hoa Kỳ, việc chọn trường học cho con cái đang được mang ra tranh luận. Một điều khoản trong hiến pháp tiểu bang Montana cấm tài trợ công cho các trường tôn giáo. Điều này gây khó khăn cho các gia đình không có kinh tế ổn định. Một số người đã thành lập một chương trình học bổng của nhà nước. Chương trình do các khoản đóng góp được khấu trừ như một khoản tín dụng thuế, giúp cho các bậc cha mẹ nghèo đăng ký cho con em của mình vào các trường tư, bao gồm cả các trường tôn giáo. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Montana đã phán quyết rằng chương trình này vi phạm hiến pháp tiểu bang và do đó đã hủy bỏ. Ngay lập tức, Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ đã phản ứng. Đức cha Michael Barber, Chủ tịch của Ủy ban Giáo dục của Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ, cùng với Đức cha George Murray, Giám mục Youngstown, Chủ tịch của Ủy ban Tự do Tôn giáo trực thuộc Hội đồng Giáo mục Công giáo Hoa Kỳ, tuyên bố rằng, mặc dù Hoa Kỳ không phải là một quốc gia tôn giáo, nhưng điều này không có nghĩa là chính phủ có thể ngăn chặn những lợi ích khác dành cho tôn giáo. Vatican, hôm ngày 1 tháng 2, Đức Hồng Y Konrad Kazetsky, chánh cơ sở từ thiện của Đức Thánh Cha đã đến thăm người nghèo ở Calabria và khánh thành ngôi nhà bà Ruth, một ký túc xá dành cho người nghèo. Đức Hồng Y Krajewski đã dành một ngày cho những người nghèo ở Praia Mare. Ngài đi xe hơi từ Roma vượt qua một chặng đường dài để đến Calabria, với mong muốn mang lại sự thân thương và gần gũi của Đức Giáo Hoàng đến với họ. Đức Hồng Y cũng chở theo các thức ăn đã được chuẩn bị từ lâu cho cuộc viếng thăm, và đặc biệt, Ngài mang theo một chàng hạt đặc biệt được Đức Giáo Hoàng tặng. Chàng mân côi này sẽ được dành cho cuộc hành hương từ con người đến con người. Những ai muốn có thể giữ lại chàng hạt 24 giờ đồng hồ và cầu nguyện cho giáo hội, cho Đức Giáo Hoàng, cho những người cần được cầu nguyện và sau đó trả lại để chuyển sang cho những người khác muốn cầu nguyện. Vào ban chiều, Đức Hồng Y đã làm phép ngôi nhà bà Ruth, một phòng ngủ có 13 giường dành cho người nghèo, được tài trợ bởi tổ chức Caritas Ý và số tiền thuế 8 phần ngàn. Cha Marco Avena, 35 tuổi, cha sở giáo sứ Thánh Phaolô Tông Đồ, giải thích về ý nghĩa của cơ sở này. Đã có những người ở với chúng tôi từ 2 năm tại các cơ sở và trên các xe di động. Ký túc xá gần đây nhất cách đây 3 giờ lái xe và chỉ có 4 chỗ. Cuối cùng, nó có nghĩa là lo lắng đầy đủ cho những người nghèo khổ, như đã xảy ra với Giuseppe, người đầu tiên mà tôi đón tiếp. Anh ta bị gia đình bỏ rơi vì nghiện ma túy. Anh ta đã ăn trộm. Ngày nay anh ta có việc làm, anh ta cũng có những thất bại, một vài lúc nản lòng, nhưng rồi tôi thấy anh ta muốn thay đổi, được tái sinh, và chỉ vì anh ta cảm thấy sự tin tưởng nơi tôi.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ. Trưởng thành là khi không sợ làm chứng. Jane Gabor và Trần Đỉnh chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ của Vatican News tiếng Việt. Và tiếp nối số của lần trước, sau những ngày Tết quây quần bên gia đình, có lẽ các bạn cũng đã dành ít giờ để đi thăm những người bệnh trong giáo xứ, trong giáo họ của mình. Và cả việc dành giờ trước thánh thể nữa thì mới có sức mạnh để sống là một người trẻ có trách nhiệm. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục đến với Đức Thánh Cha để xem trách nhiệm mà một người trẻ trưởng thành cần phải làm là gì nhé. Vậy thì chúng ta cùng đến với chương trình hôm nay thôi. Tông huấn Christus Vivit từ số 175 đến 179. Số 175 được đổ đầy tình yêu của Chúa Kitô, người trẻ được mời gọi làm chứng nhân tin mừng bất cứ nơi đâu bằng chính đời sống của mình. Thánh Alberto Hurtado có lần nói rằng, trở thành một tông đồ không có nghĩa là đính một cái huy hiệu trên áo, không phải là nói về chân lý, nhưng là sống chân lý ấy, nhập thể và biến đổi trong Chúa Kitô. Trở thành một tông đồ không phải là cầm đuốc trên tay, không phải là sở hữu ánh sáng, nhưng là trở nên ánh sáng. Tin mừng là một mẫu gương, hơn là một bài học, một sứ điệp trở thành một đời sống được sống hết mình. Ôi, câu này chính xác là đang nói về những điều ở bên trong và những điều ở bên ngoài, đúng nè. Có nghĩa là một đàn là ba hoa về điều gì đó ở bên ngoài, nhưng một đàn là sống điều đó ở bên trong. Một đàn là cầm ánh sáng ở trên tay, nhưng một đàn là sống ánh sáng ấy ở trong lòng. Đúng rồi, theo lý thuyết á, thì lý thuyết không khác gì với thực tế là mấy. Nhưng mà thực tế thì thực tế rất khác xa với lý thuyết. Ôi, xoắn não. Nhưng có lẽ một điều không hề dễ hiểu ở đây, đó chính là tin mừng là một mẫu gương hơn là một bài học. Khá là khó hiểu câu này nhé. Đúng là lần đầu tiên nghe câu này thì cũng hơi khó hiểu thật. Bài học ở đây theo nghĩa là một lời giảng dạy. Nó nhắm đến cái việc hiểu biết này. Kiến thức, không làm thì cũng không sao. Còn mẫu gương á, như là một chuẩn mực để mà sống, để mà thực hành vậy đó. Khi mà khẳng định như vậy á, thì mới nói đến việc là phải sống thực sự, chứ không phải là nghe xong rồi bỏ thôi đâu. Nhưng mà vậy thì có nghĩa là làm chứng là mình chỉ cần sống thôi, mình không cần nói, mình không cần làm gì, đúng không thầy? Câu hỏi hay đó, số tiếp theo nói luôn nè. Giá trị của việc làm chứng tá không có nghĩa là chúng ta phải lặng thinh, không lên tiếng. Tại sao chúng ta lại không nói về Đức Giêsu, không kể cho người khác nghe rằng người đã trao cho chúng ta sức mạnh trong cuộc sống, rằng việc trò chuyện với người rất tốt, rằng chúng ta được nuôi dưỡng nhờ suy niệm lời của người. Các bạn trẻ thân mến, đừng để thế giới lôi kéo các con vào việc chia sẻ toàn những điều tiêu cực và ảo tưởng. Hãy học lội ngược dòng, hãy học chia sẻ Đức Giêsu và đức tin mà người ban cho các con. Ước gì các con được đánh động bởi cùng một điều đã thúc đẩy Thánh Phaolô thốt lên: khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Vậy là làm chứng cũng cần phải nói về Chúa. Nhưng mà không phải là mình nói cái cách mình học thuộc lòng về tin mừng, cho bằng là mình chia sẻ cái niềm vui và sự thay đổi của bản thân mình qua lời Chúa. Nếu mà mình không có để cho lời của Chúa đó, việc nói về Chúa và những điều tốt lành đó, nó ảnh hưởng đến mình đó, thì chính những điều tiêu cực nó sẽ lôi kéo mình mà thôi. Và quan trọng là mình phải cảm được cái niềm vui và cảm thấy được thúc đẩy đến mức như là Thánh Phaolô. Nhưng mà chém gió thì không có gì xấu, quan trọng là không có biết gì để mà chém thôi. Nhưng mà niềm vui và thúc đẩy như thế đó chỉ có được khi mà người ta sống cái điều ấy thực sự thôi. Đúng. Cảm được thực sự, cái chữ cảm lần trước mình nói chuyện với nhau á. Nhưng mà Chúa Giêsu sai chúng ta đi đâu? Không có biên cương, không có giới hạn, và người sai chúng ta đi khắp nơi. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, tin mừng dành cho mọi người, không phải chỉ cho một số người. Tin mừng không chỉ dành cho những người có vẻ gần gũi chúng ta, những người có vẻ dễ dàng và sẵn sàng đón nhận hơn. Và một lần nữa, tin mừng là cho mọi người. Các con đừng sợ ra đi đem Chúa Kitô đến với mọi môi trường sống, đến những biên cương giữa sự sống và cái chết, thậm chí đến với những ai dường như xa xôi nhất và thờ ơ nhất. Chúa tìm kiếm tất cả mọi người, người muốn mọi người cảm nhận hơi ấm lòng thương xót và tình yêu của người. Người mời gọi chúng ta trở thành những nhà thừa sai không biết sợ hãi ở bất cứ nơi nào chúng ta hiện diện, với bất cứ ai chúng ta gặp gỡ. Nơi khu xóm, nơi trường học, khi đi chơi với bạn bè, khi đi làm thiện nguyện, hay khi làm việc. Bất cứ ở đâu, chúng ta luôn có cơ hội để chia sẻ niềm vui của tin mừng. Đó cũng là cách mà Chúa Giêsu đến với tất cả mọi người. Hỡi các bạn trẻ, người muốn các con trở nên những khí cụ lan truyền ánh sáng và hy vọng bởi người tin tưởng vào sự can đảm, vào lòng dũng cảm và hăng hái của các con. Nói tóm lại cái số này, Chúa sai chúng ta đến bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì, nhưng loan truyền bằng niềm vui, hy vọng và hơi ấm của lòng thương xót đến với mọi người. Vì sao?
Vì sao ư? Vì Chúa tin tưởng vào sự can đảm, lòng dũng cảm và hăng hái của người trẻ. Ôi, nghe rất là giống khi mà Chúa tin tưởng các tông đồ. Nhưng mà phút cuối cùng thì các ông lại làm Chúa rất là thất vọng, các ông bỏ chạy hết, lại còn chém đứt tay đầy tớ của vị thượng tế nữa. Quá đau lòng. Nhưng mà trong gian nan, người ta mới biết là mình học thuộc bài hay là mình có sống thật điều đó hay không. Như là mình làm kiểm tra xong rồi cái câu mình sai á, là cái nhớ câu mà mình không? Sẽ nhớ nhất. Rồi, nhưng mà điều quan trọng là Chúa vẫn tin tưởng và lại trao hy vọng cho các ông. Chúa đã hiện ra là tha thứ, là thương xót, là rồi lại sai các ông đi. Vậy là hành trình của một người môn đệ là sai lầm nhưng đứng lên và tiến bước. Đúng rồi, ai mà chả sai, nhưng quan trọng là đứng lên thế nào mà thôi. Và không phải là mình tin vào sức mình, mà là mình tin rằng Chúa không bao giờ bỏ mình. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, các con đừng mong rằng sứ mạng này nhẹ nhàng và dễ dàng nhé. Mà một số người trẻ đã hiến dâng cả cuộc đời mình để không cưỡng lại lời thúc giục truyền giáo. Như các giám mục Hàn Quốc đã nói, chúng ta hy vọng rằng chúng ta có thể là những hạt lúa mì và những khí cụ cho ơn cứu độ của nhân loại theo gương các vị tử đạo. Dù đức tin của chúng ta chỉ bé như hạt cải, Chúa sẽ làm cho nó lớn lên và dùng nó như một khí cụ cho công trình cứu độ của Ngài. Các bạn trẻ thân mến, các con đừng đợi cho đến ngày mai mới cộng tác vào việc biến đổi thế giới với năng lượng, với sự can đảm và sáng tạo của các con. Tuổi trẻ của các con không phải là một giai đoạn chuyển tiếp. Các con là hiện tại của Thiên Chúa và Ngài muốn các con sinh hoa trái, vì chính khi cho đi là khi chúng ta lãnh nhận. Cách tốt nhất để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng là sống thật tốt cái hiện tại này với tinh thần dấn thân và quảng đại. Nhưng mà có ai lại thích việc khó bao giờ đâu. Nhưng mà tại sao các thánh vẫn thi nhau trong việc thực tập nhân đức, trong việc rao giảng tin mừng bằng các việc lành, là dù gặp rất là nhiều khó khăn, như là mẹ Teresa Calcutta chẳng hạn. Ồ, cái đó thời nay hiếm lắm rồi. Tất nhiên là không phải là không có, nhưng mà ngày xưa đó, người ta hy sinh chính bản thân mình để cứu người, đúng không? Gọi là giết mình cứu người đó. Ngày trước đó, người ta sống cái văn hóa gọi là văn hóa nhân đức. Còn bây giờ đó, người ta tập trung vào cái văn hóa gọi là văn hóa thành công. Có nghĩa là mình đang chuyển từ vị tha sang vị ta, đúng không? Và nói về điều này á, có lần Đức Thánh Cha đã nói với các bạn trẻ rằng, Chúa không bảo chúng ta rằng, nếu bạn có giờ thì hãy đi. Nhưng mà người nói, hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy. Mệnh lệnh này không phát sinh từ ý muốn của kẻ thống trị, của kẻ có quyền, nhưng xuất phát từ tình yêu. Nói với các bạn trẻ Brazil, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, một vị đại tông đồ của Brazil, đó là Chân Phước José de Anchieta, đã ra đi truyền giáo khi mới 19 tuổi thôi. Ở Việt Nam mình có Chân Phước André Phú Yên, khi truyền giáo chỉ mới có 17 tuổi thôi. Và các bạn có biết đâu là khí cụ và phương tiện tốt nhất để rao giảng tin mừng cho người trẻ không? Chắc là phải tổ chức chơi game này, cắm trại này. Gần đúng rồi đó. Đó là một người trẻ. Một người trẻ đó là phương tiện truyền giáo tốt nhất cho những người trẻ khác, chứ không phải là một ông giáo. Có thể là các con nghĩ rằng con chưa có chuẩn bị chuyên biệt gì cả. Làm sao con có thể ra đi và loan báo tin mừng? Các con thân mến, sự sợ hãi của các con không khác là bao nhiêu so với sự sợ hãi của Jeremiah, một người trẻ cũng như các con đã được Thiên Chúa kêu gọi là ngôn sứ. Và Jeremiah đã nói, Chúa ơi, con đâu biết nói gì vì con còn trẻ. Chúa cũng nói với các bạn điều Ngài đã nói với Jeremiah, con đừng sợ, vì ta ở với con để bảo vệ con, Chúa ở với chúng ta. Đừng sợ, khi chúng ta ra đi loan báo Chúa Kitô, chính Ngài đi trước và hướng dẫn chúng ta. Khi sai các môn đệ đi truyền giáo, Chúa đã hứa Thầy ở với các con mọi ngày. Và điều này cũng được áp dụng cho chúng ta. Chúa Giê-xu không để chúng ta lẻ loi. Ngài không bao giờ để các bạn lẻ loi. Chúa luôn đi cùng các bạn. Điều đảm bảo và an ủi nhất cho tất cả chúng ta là Chúa ở cùng chúng ta. Vậy thì các bạn hãy cùng đi với chúng tôi và cùng với Chúa trong một tuần mới sống thật vui tươi, hiền lành, can đảm và nhạy cảm với nhu cầu của tha nhân nhé. Và nếu các bạn có những chia sẻ hay thắc mắc hay muốn gửi thư về cho Đức Thánh Cha, vui lòng gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ email giáo hoàng và người trẻ a@gmail.com, hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin chào và hẹn gặp lại. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân. Cộng đoàn Nữ Vương Hòa Bình Regina Pachis phục hồi nhân phẩm cho những người nghiện ma túy. Cộng đoàn Nữ Vương Hòa Bình là một hiệp hội phi lợi nhuận do cha Dante Bruno thành lập vào năm 1985. Mục đích hoạt động của cộng đoàn quan tâm đến những vấn đề của giới trẻ và nghiện ma túy, giúp người nghiện tái khám phá cuộc sống theo cách đơn giản. Đó là khám phá sức mạnh của cầu nguyện, của công việc, như một cơ hội để khám phá lại tiềm năng và tuân theo nhận thức về khả năng quan hệ với người khác.
Sau đây chúng tôi xin gửi đến lời chứng của các bạn trẻ đã được phục hồi nhân phẩm nhờ cộng đoàn này. Tôi muốn kể với các bạn tôi là người như thế nào trong cộng đoàn, đặc biệt là cách tôi đã trải qua giai đoạn cuối như thế nào. Tôi không muốn nói rằng tôi ổn, bởi vì đôi khi tôi bị cám dỗ ra đi. Nhưng đó không phải là vấn đề. Những cám dỗ đến với mọi người, vì vậy điều đó là bình thường. Michele là một trong những cậu bé nghiện ma túy, khách của Cộng đoàn Nữ Vương Hòa Bình, nhân vật chính của cuốn sách Tôi là, tôi muốn, tôi hy vọng, người ta có thể thoát khỏi nghiện ma túy, lời chứng. Sách được xuất bản nhân dịp kỷ niệm 25 năm của Hiệp hội. Nội dung tập sách là những lời chứng được Maria Zanifi Vitari thu nhập từ những năm đầu hoạt động của trung tâm. Những lời chứng của những người thay vì chết đã chọn cuộc sống, tìm được sức mạnh chống lại cơn nghiện, đối phó mỗi ngày với nỗi sợ bỏ cuộc buông xuôi. Cha Dante Bruno, sáng lập Hiệp hội Cộng đoàn Nữ Vương Hòa Bình nói, đối với họ, cộng đoàn là bến cảng an toàn từ vụ đắm tàu, nơi cập bến bình an họ đã tìm được, phục hồi nhân phẩm đã mất. Nghiện ma túy là một trong những tai họa lớn của xã hội ngày nay, không chỉ vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của những người tiêu thụ ma túy, mà bởi vì nó vô hiệu hóa nhân phẩm và lòng tự trọng. Marcello, một cậu bé khác trong cộng đoàn nhớ lại, tôi đã hủy diệt nhiều ngày trong cuộc sống tôi, thậm chí đến mức cảm thấy mình vô dụng. Cô đơn bị gạt ra ngoài lề và thiếu tình yêu, một số người thú nhận rằng họ đã rất ngạc nhiên khi nhận ra rằng vẫn còn một người nào đó tin vào họ. Renato nói, tôi có thể dành cả ngày để nói về vị linh mục này. Người đàn ông đã dành cả cuộc đời và từ bỏ chính mình để cứu nhiều người. Nhiều người nghèo, cô đơn, người rốt hết đã khám phá lại trong Chúa Giêsu ý nghĩa cuộc sống và sự thanh thản để chấp nhận và trên hết cảm thấy được yêu thương. 25 năm trôi qua kể từ ngày cha Dante Bruno hiểu rằng cha muốn cống hiến cuộc đời của mình để giúp đỡ nhiều linh hồn lạc lối, chán nản, những người cần được đón tiếp và cần tình thương. Đó là vào ngày 14 tháng 9 năm 1985, trong lúc cha đang hành hương tại Mễ Du. Cha gặp một người trẻ đang ở trong hoàn cảnh khó khăn do nghiện ma túy. Cha được đánh động về ý tưởng sẽ giúp những người như vậy. Và khi trở về Ý, nhiều người túng thiếu bắt đầu xuất hiện trước cửa nhà cha. Đức mẹ đã chúc lành cho sứ vụ của cha. Tiếp đến là cộng đoàn mang tên Nữ Vương Hòa Bình được hình thành. Cha giải thích, sau đó tôi đã đón tiếp nhiều người khác cần sự giúp đỡ. Trước đây tôi đã từng làm việc và sống chung với người nghiện ma túy, người nghiện rượu và những người có vấn đề về pháp lý. Tôi phát hiện ra một sức mạnh mà tôi không thể không đón nhận với ân sủng của Chúa, đó là trợ giúp người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn. Cuốn sách nói trên xoay quanh nhân vật người Samaritano tốt lành đã dừng lại trên sa mạc để giúp một lữ khách sắp chết. Mặc dù thực tế, ông là kẻ thù về tôn giáo và chính trị đối với người này. Dụ ngôn được giải thích trong một bài viết của Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, mời gọi suy tư về sự thờ ơ và cách đóng góp khiến chúng ta mù quáng trước tình trạng bên lề của những người đang gặp khó khăn. Sức mạnh mà cha Dante nói duy nhất có khả năng làm ngưng sự đau khổ của người khác là tình yêu Chúa Kitô. Một tình yêu vô điều kiện và không phân biệt, không bận tâm người đón nhận là ai. Và đây cũng là sức mạnh của Cộng đoàn Nữ Vương Hòa Bình. Định hướng chương trình phục hồi cả trong lĩnh vực tâm linh, theo chân các người trẻ trong việc phục hồi căn tính và cả trong lĩnh vực công việc, để một ngày nào đó các bạn có thể tái hòa nhập xã hội. Một chương trình chuộc lỗi khó khăn không loại trừ những lúc yếu đuối, nhưng cũng biết cách sinh hoa trái. Roberto tuyên bố, thường tôi cảm thấy mình đang sống trong sa mạc. Điều này dẫn tôi đến chỉ làm việc cho chính mình mà thôi. Bây giờ tôi đã tìm thấy các giá trị, tình yêu, sự tôn trọng bản thân và người khác, cầu nguyện và với Chúa. Từ Cộng đoàn Nữ Vương Hòa Bình, ngày nay Hiệp hội quản lý 3 trung tâm phục hồi nghiện ma túy. Nhiều hoạt động được các trung tâm này thực hiện, chẳng hạn như các chiến dịch nâng cao nhận thức, trung tâm lắng nghe thường trực, các buổi hội thảo khác nhau. Với việc xuất bản cuốn sách này, Hiệp hội cho thấy một lần nữa với tình yêu, người ta có thể thoát khỏi nghiện ma túy.
Và khi làm như vậy, Hiệp hội muốn đưa vào thực hành những lời của Đức Thánh Cha Francisco đã nói vào ngày 24 tháng 11 năm 2016 trong một bài phát biểu gửi đến những người tham gia một cuộc họp về các vấn đề nghiện ma túy. Mỗi người nghiện ma túy mang theo một câu chuyện cá nhân khác nhau. Họ phải được lắng nghe, thấu hiểu, yêu thương bao nhiêu có thể, được chữa lành và thanh tẩy. Chúng ta không thể rơi vào sự bất công khi lập danh mục người nghiện ma túy như thể đó là một đối tượng hoặc một cỗ máy bị hỏng. Mỗi người phải được coi trọng và đánh giá cao phẩm giá của mình để được chữa lành. Nhân phẩm của con người là những gì chúng ta đã tìm kiếm. Họ tiếp tục có nhân phẩm, hơn bao giờ hết là những người con của Chúa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.